Hello các anh em, hôm nay mình có khách hàng đến tận cửa hàng để đầu tư con máy cắt cua chậm. Con này của hãng Makita. Makita thì chắc nhiều anh em cũng đã biết và cũng như là đã tìm hiểu về cái dòng máy cắt cua chậm Makita này rồi đúng không ạ? LC1230, sử dụng lưỡi 305. Anh ơi, gài lại anh ơi cho nó chắc anh ơi. Nó dằn á. Gài lại cái lẫy lại anh ơi. Đâu phải giống như máy cắt sắt đâu. Gạt qua một bên là để vô được. Rồi, ok. Cho tua nó đầy đủ rồi hay cắt nha. Rồi đây anh em, đây là máy cắt cua chậm của Delta của Makita. Ui. Khá nhanh.